Hello, xin chào tất cả các bạn đến với Cà So TV. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series chơi tất cả các loại bóp ít pin điện tử này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ review test thử cái bóp ít khổng lồ xanh hấp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra gắn pin và test thử cho các bạn cùng xem nha. Đây là chiếc bóp điện tử bóp ít điện tử hấp nha các bạn, khổng lồ xanh. Thì khổng lồ xanh thì cái bóp ít này ăn theo siêu anh hùng hấp nha các bạn, thì nó làm nguyên màu xanh lá. Rồi, trên cái bóp ít này có gương mặt của hấp nha, nền trong màu vàng, bóp ít nổ khá giòn nha, nhìn ngầu chưa. Này thích hợp với mấy bạn trai nha. Ai có đam mê siêu anh hùng thì tậu em này về chơi cho đỡ buồn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn pin vô nha các bạn. Cũng như mấy loại kia thì nó sẽ có 3 viên pin. Mình sẽ gắn pin cho nó và lên máy test thử nha. Ba viên pin Toshiba loại nhỏ dành cho remote nha các bạn. Rồi mình đóng lại và mình sẽ có con vít nhỏ này nè, mình sẽ vít lại cho nó cứng nha các bạn. Để nhiều khi đang chơi nó bị tuột ra. Cũng không cần vít cho cứng lắm, vừa phải thôi. À, còn mình thấy đây cái chấm chấm nhỏ nhỏ đây là cái loa nó ngay đây nha các bạn. Loa ngay sau gáy của khổng lồ xanh nha. Rồi bắt đầu lên máy thôi. Âm thanh quen thuộc. Nó cũng giống như những cái mẫu bóp ít mình chơi lần trước nha các bạn, lên nó sẽ có nhạc. Trời, đèn nền này là màu đỏ. Nổ khá mạnh nha. Qua màn rồi các bạn ơi. Bạn nào có sở thích thích siêu anh hùng thì hãy tạo cho mình cái bóp ít này về chơi nha các bạn. Mình đang bán bóp ít này với giá là 60k, mình sẽ tặng kèm thêm 3 viên pin. Phí này là chưa bao gồm phí ship nha các bạn. Mình chỉ bán này là giá của cái bóp ít và tặng pin thôi. Còn ship thì mình các bạn mua thì các bạn tự trả ship nha. Mình bán giá này thì cũng khá là mềm rồi. Bạn nào thích muốn mua thì hãy comment thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc phía dưới. Mình sẽ ship tận nhà cho các bạn nha. Mẫu bóp ít này thì mình thấy nó cũng chơi khá là bền nha các bạn. Level 6 rồi các bạn ơi. Cố lên nào, vượt lên chính mình, level 15 nha. Từng level nó lên nó sẽ nhanh và nó khó bấm hơn nha các bạn. Nó nhiều đèn hơn và nó nhanh qua màn hơn nha. Mình bấm 7 là nó tạch liền á. Level A là level 8 rồi nha các bạn. Có vẻ là mình hợp phong thủy màu xanh của khổng lực ấy. Mình mới nói mình hợp phong thủy với khổng lồ xanh, mình tạch luôn các bạn ơi. Hôm nay level 8 thôi nha. Khổng lồ xanh với bóp ít điện tử khổng lồ xanh thì mình chỉ đến với level 8 thôi. Còn cách cái kia tới 7 level là cái kỷ lục của mình là level 15. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video test bóp ít lần sau nha. Lần sau mình sẽ cố gắng vượt qua chính mình nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ kênh Cà So TV nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Bye bye.